và Phương Chi xin kính chào quý khán giả của SBTN. Chào chị Phương Chi. Chào Trúc Như. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức cộng đồng với những bản tin chính như sau. Giá xăng dầu trong tiểu bang Massachusetts tăng 3 cent cho một gallon. Khí cầu có mang nhãn hiệu công ty sản xuất bơ sữa Hood sẽ trở lại trên bầu trời của sân bóng chày Fenway Park. Thiếu hụt y tá ở tiểu bang Massachusetts trở nên trầm trọng hơn trong năm 2011. Hai tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Wareham và 11 người nhập viện. Virus viêm não vẫn còn đe dọa sức khỏe cộng đồng. Viện trưởng Lee Maha Coakley đề nghị phạt Enstar 10 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, mở đầu với bản tin giá xăng dầu trong tiểu bang Massachusetts tăng 3 cent cho một gallon với Trúc Như. Giá xăng dầu trong tiểu bang Massachusetts tăng 3 cent một gallon. Kính thưa quý vị, trong cuộc khảo sát hàng tuần gần đây nhất của công ty AAA Southern New England cho biết giá xăng dầu trung bình trong tiểu bang Massachusetts là 3.589 Mỹ Kim một gallon, tăng thêm 3 cent so với giá trung bình của tuần trước. Giá xăng dầu địa phương đã tăng 20 cent trong tháng vừa qua. Hiện nay, giá trung bình trên toàn quốc là 3.61 Mỹ Kim một gallon. Cách đây một năm vào thời điểm này, giá xăng dầu trung bình của tiểu bang Massachusetts là 3.73 Mỹ Kim một gallon. Cuộc khảo sát hàng tuần tập trung vào giá xăng dầu thường và tự phục vụ. Hai tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Wareham và 11 người nhập viện, tin từ Wareham. Kính thưa quý vị, chỉ trong vòng 1 giờ mà đã xảy ra hai vụ đụng xe ở Wareham. Kết quả 11 người được gửi đến bệnh viện. Theo Sở Cứu hỏa Wareham, cho đến 7 chiếc xe trong hai vụ này, trong đó thì có một xe mô tô. Hai nạn nhân thứ nhất diễn ra khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ Ba ngày 7 tháng 8 trên tuyến đường South Main. Ban đầu thì ông Matt Fly là người gọi cho cảnh sát để cho biết một người lái mô tô bị thương nặng. Bên cạnh còn có hai người khác cũng bị thương và có ba chiếc xe khác liên quan. Những người này đã được đưa đến bệnh viện Morton. Tai nạn thứ hai xảy ra vào lúc 4 giờ 17 chiều cùng ngày trên tuyến đường 44, ngay phía trước của Dunkin' Donuts và Sullivan Tire. Trong vụ này thì tổng cộng có 8 người được đưa đến bệnh viện Morton ở Taunton và cũng có khoảng 3 chiếc xe. Tin tức về tai nạn cũng như diễn biến tai nạn chưa được cập nhật chính xác. Cảnh sát trưởng Wareham là ông James Donovan cho biết là tai nạn vẫn còn đang trong vòng điều tra. Khí cầu mang nhãn hiệu công ty sản xuất bơ sữa Hood sẽ trở lại trên bầu trời sân bóng chày Fenway Park. Kính thưa quý vị, công ty sản xuất bơ sữa Hood thông báo vào thứ Sáu tuần vừa rồi khi khí cầu có ký hiệu Hood sẽ trở lại bầu trời trên sân bóng chày Fenway Park lần đầu tiên kể từ năm 2008. Công ty Hood cho biết họ bắt đầu mướn khí cầu trong vòng 2 tháng suốt mùa hè, bắt đầu vào năm 1996. Nhưng vì nhu cầu của các khinh khí cầu quá cao trong mùa hè và không có khí cầu đúng vào giờ họ muốn, lần cuối cùng họ mướn khí cầu là vào năm 2008. Công ty Hood cho biết với sự trở lại của khí cầu trên bầu trời của thành phố, công ty này sẽ tài trợ một cuộc thi có tiêu đề Hood Glim Spotting, chiến dịch. Mỗi tấm ảnh chụp được quả khí cầu Hood này, chia sẻ trên các mạng xã hội qua các kênh truyền thông, sẽ cho các fan một cơ hội trúng được phần thưởng giống như vé xem bóng chày Red Sox, tiệc kem do Hood tổ chức và một chuyến bay chung trên quả khí cầu Hood. Fan có thể đưa hình chụp vào trang Facebook của công ty Hood. Virus viêm não vẫn còn đe dọa sức khỏe cộng đồng, tin từ Boston. Kính thưa quý vị, những thị trấn nơi mà nguy cơ nhiễm virus Triple E được cảnh báo lên đến mức báo động đã đóng cửa các công viên cũng như hủy bỏ các hoạt động ngoài trời sau khi trời sụp tối. Các cơ quan sức khỏe công cộng tiểu bang đã công bố hôm thứ Ba ngày 7 tháng 8 rằng sẽ có các thêm lần phun xịt mũi trong các khu vực như sau: vùng Bridgewater, Easton, Norton, Wareham, Taunton và West Bridgewater. Các quan chức của tiểu bang cho biết là họ quyết định như vậy vì vẫn tìm thấy một số lượng lớn mũi mang virus Triple E từ Easton và cộng đồng xung quanh. Dựa trên những kết quả thử nghiệm thì mức độ rủi ro của virus tăng từ mức độ cao đến mức độ báo động ở tại West Bridgewater, Easton, Wareham và Taunton, từ trung bình đến cao ở Norton và Bridgewater. Trong năm nay thì tính đến thời điểm này chưa có trường hợp người bị mắc bệnh viêm não. Lần phun xịt mũi cuối tháng 7 đã được diệt từ khoảng 60% số mũi, nhưng các cơ quan chức vẫn lo ngại về mức độ nhiễm virus cao là mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng. Ông Greg Watson, Ủy viên Sở Tài nguyên Nông nghiệp cho biết có hai trường hợp nhiễm bệnh hồi tháng 8 năm 2011 gây tử vong cho người đàn ông ở Wareham và nhiễm trùng cho một khách du lịch đến từ Missouri. Người dân được khuyến khích truy cập tại website www.mass.gov để theo dõi và cập nhật tin tức cần thiết.
Thiếu hụt y tá ở tiểu bang Massachusetts trở nên trầm trọng hơn trong năm 2011. Kính thưa quý vị, theo thống kê của Hiệp hội Bệnh viện tại Massachusetts, sự thiếu hụt y tá ở tiểu bang Massachusetts trở nên trầm trọng hơn trong năm 2011. Vào tháng 12 năm 2011, theo thống kê của 76 bệnh viện, tỷ lệ thiếu hụt y tá là 3.9%, tăng 0.9% so với mức 3% của năm 2010. David Smith, giám đốc phụ trách về phân tích dữ liệu y tế nói rằng, mặc dù tình hình kinh tế sẽ còn ảnh hưởng xấu đến sự thiếu hụt y tá, với mức tăng trưởng của y tế, nhu cầu cho ngành y tá sẽ tăng gấp đôi, ảnh hưởng lớn đến sự thiếu hụt y tá hiện thời. Viện trưởng lý Marshall Coakley đề nghị phạt Enstar 10 triệu Mỹ Kim. Tin từ thành phố Boston, kính thưa quý vị, Viện trưởng lý Marshall Coakley đề nghị phạt công ty điện Enstar 10 triệu Mỹ Kim vì việc thiếu trách nhiệm trong việc phản ứng trong hai cơn bão đã để hàng trăm nghìn khách hàng mất điện liên tiếp trong vài ngày. Thì văn phòng viện trưởng lý đã đưa ra đề nghị này với ngành phục vụ công cộng vì ngành này sẽ có quyền đánh tiền phạt. Bà Marty Coakley cho rằng công ty Enstar đã thiếu trách nhiệm và chậm chạp trong việc chuẩn bị cho hai cơn bão Irene trong tháng 8 và bão tuyết trong tháng 10. Enstar đã không liên lạc với khách hàng và chính quyền và chậm trì trong việc trả lời điện thoại khách hàng và nối lại các đường dây điện. Bà Coakley còn muốn khẳng định rằng nếu ngành phục vụ công cộng đưa ra tiền phạt, thì số tiền 10 triệu này phải trả từ người đang nắm cổ phần của Enstar, chứ không để khách hàng phải chịu lấy. Bà mong rằng trong tương lai Enstar sẽ không phạm lại sai lầm. Chủ tịch của Enstar là ông Werner Schweiger đã phát bỏ đề nghị của bà Coakley và cho rằng Enstar đã có mình làm tròn trách nhiệm và các công nhân của Enstar là những người làm việc xuất sắc nhằm nối lại nguồn điện cho khách hàng trong hai trận bão tố. Hân hạnh giới thiệu chương trình Đại nhạc hội kỷ niệm 6 năm thành lập của SPTN Boston được tổ chức tại Đại hí viện Charles Valier nằm ở Medford, tiểu bang Massachusetts vào ngày 1 tháng 9 năm 2012 dưới sự bảo trợ của SPTN California và Trung tâm Asia. Chương trình Đại nhạc hội năm nay có sự góp mặt đặc biệt của nhạc sĩ Trúc Hồ, Diệu Quyên, MC Đỗ Tân Khoa và Ngọc Đan Thanh, cùng với sự hiện diện của Nguyên Khang, Andy Watt, Nguyễn Hồng Nhung, Hoàng Anh Thư, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Linda Châu, Lê Anh Quân, Mai Thanh Sơn, Diễm Liên, Thiên Kim, Huỳnh Phi Tiễn, Lâm Thúy Vân, Quốc Khanh, Quang Minh và Hồng Đào, cùng với ban nhạc của Trung tâm Asia. Chương trình đại nhạc hội lần này của đài truyền hình SPTN Boston phải nói là lớn nhất từ trước đến nay, với dàn âm thanh tuyệt hảo, thiết bị ánh sáng rất hiện đại, tối tân và đầy hứa hẹn với nhiều ngạc nhiên, thích thú. Đặc biệt, nhóm kịch Quang Minh Hồng Đào sẽ mang đến cho quý vị những giây phút vui tươi, thoải mái, có chỗ đậu xe miễn phí, có bán thức ăn và nước uống. Chúng tôi cũng có chỗ trống dành riêng wheelchair cho người khuyết tật. Vé có bán tại Maxim Pharmacy, Lee Story, Fenty Coffee, Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ, Mỹ Xuyên Gift Shop nằm tại Dorchester, Anh Trí Hải Âu ở Medford, Sài Gòn Market ở Randolph, Phương Thảo Video ở Everett, Hương Xuân ở Lô, Như Ngọc Video và Phong Phú Video tại Worcester. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Phạm Kim Liên 508-697-3753 hoặc ông Nguyễn Văn Hội 617-361-5762. Chương trình được sự bảo trợ bởi Maxim Pharmacy là nhà thuốc Tây do người Việt Nam làm chủ lớn nhất vùng núi England. Chúng tôi chuyên bán cung cấp đầy đủ các loại thuốc Tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Maxim Pharmacy, nhà thuốc Tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Hãy gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế, chuyên bán vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe và làm giấy tờ du lịch, v.v. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Phở Lê mới khai trương tại Dorchester. Xin đừng quên hệ thống phở Lê nổi tiếng thơm ngon. Đặc biệt cơm hến, cá nướng, da giòn, bò bảy món, vân vân. Phở đa cao, đặc biệt không thể quên với phở bò độc đáo và các món ăn khác. Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ nằm trên con đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ trên đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Tiệm phở Á Đông mới mở tại Brockton. Nơi đây có đầy đủ món ăn Việt Nam với đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm.
và đây cũng là tiệm phở đầu tiên tại Brockton và Easton. Tiệm vàng Hoàng Mỹ nằm trên đường Dorchester với uy tín trong nhiều năm qua. Chúng tôi có rất nhiều kiểu mẫu nữ trang tuyệt sắc, hợp thời trang cưới hỏi cũng như fashion với giá phải chăng. Metropolitan Dental Center chuyên khám, trám và làm sạch răng cho người lớn, trẻ em, nhận đủ các loại bảo hiểm. Văn phòng được nằm trên đường Dorchester. Trung tâm chấn thương chỉnh hình do bác sĩ Hàn Thanh Lâm làm chủ, đặc biệt chữa trị về tai nạn xe cộ. Bên cạnh đó, chúng tôi có hợp tác với luật sư nổi tiếng nếu cần sự giúp đỡ. Văn phòng được tọa lạc trên đường Dorchester. Muốn có những món ăn ngon hàng ngày, hãy đến AC Farm Market nằm trên con đường Dorchester. Tại đây có nhiều rau quả xanh tươi, rẻ không ai bằng và cũng có gạo nàng thơm chợ đào. Boston Auto Tech chuyên sửa cũng như chuẩn đoán bình xe Âu, Mỹ với thợ Việt Nam nhiều năm kinh nghiệm hành nghề. Ân cần, uy tín và bảo đảm không ai bằng, nằm trên đường Dorchester, địa điểm hết sức thuận lợi. Tiệm phở Boston tại Connecticut đã có trên 13 năm hành nghề, đặc biệt là phở sa tế do chính đầu bếp chuyên nghiệp pha sa tế mà không có chỗ nào có được. Tiệm được báo chí Mỹ đăng tải suốt 7 năm qua. Spa Depot và Accessory là trung tâm chuyên cung cấp và bảo trì các loại ghế spa, massage. Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận an toàn và chất lượng, luôn đi cùng với sự phát triển công nghệ thời đại, được tọa lạc tại Dorchester và Worcester. Bivetinas DMD chuyên về răng, tại đây đặc biệt có máy Ceric, bọc răng tại chỗ mà quý vị không cần phải chờ đợi lâu. Chúng tôi nhận đủ các loại bảo hiểm và cũng có nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý vị. Văn phòng tọa lạc tại Brockton. Hãy đến Vinamart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Vinamart 617-288-8999. Vinamart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail, tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959.